Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hầu việc Chúa có nghĩa là làm đầy tớ người khác, phục người khác, phục vụ vô điều kiện, phục vụ không vì bất cứ một A, B, C, X, Y, Z gì, ngày đêm. Đó là hầu việc Chúa. Và chính Chúa Giêsu chúng ta đã để lại cho chúng ta một tấm gương. Ngài đến và Ngài phó sự sống của Ngài cho mỗi một chúng ta. Ngài nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu của mình mà phó sự sống cho. Và chính Chúa Giêsu đã làm điều đó. Ngài đã chịu chết vì chúng ta. Ngài chịu vết vì chúng ta. Ngài chịu đau đớn vì chúng ta. Đó là tình yêu đích thực. Và đó cũng là cách mà Ngài thể hiện tinh thần đầy tớ của Ngài. Tôi muốn tất cả ông bà anh chị em của mình, nếu những người muốn phục vụ Ngài, hãy học hỏi tinh thần này. Chúng ta mới có thể đi lâu dài và đi xa được. Nếu chúng ta không có tinh thần đầy tớ, chúng ta sẽ bị sụp đổ, ngã và thất vọng. Cho nên Chúa Giêsu chúng ta đã để lại cho chúng ta một tấm gương như vậy đó anh chị em. Và danh của Ngài bởi cớ đó đã được nhấc lên cao ngày hôm nay. Anh em đọc Philip rồi đúng không ạ? Ngài đã hạ mình xuống, chết như một tôi tớ, chết như một nô lệ. Và vì cớ đó mới được Đức Chúa Trời nhấc lên cao. Và ngày hôm nay anh chị em thấy danh của Chúa Giêsu cực kỳ là màu nhiệm. Chúng ta kêu danh của Ngài, bệnh tật được chữa lành. Chúng ta kêu danh của Ngài, ma quỷ bỏ chạy. Chúng ta kêu danh của Ngài, mọi nan đề được giải quyết. Phải không ạ? Cho nên cảm ơn Chúa. Vì cớ Chúa cho chúng ta một danh. Chúa đã cho chúng ta sử dụng danh của Ngài. Để ngày hôm nay chúng ta được an ninh trong cái đức tin mà mình đang có. Chúng ta được quyền phép trong cái đức tin mà mình đang có. Chúng ta được năng lực. Chúng ta được thẩm quyền. Chúng ta được mọi sự. Không phải vì từ mình, mà vì Chúa Giêsu đã làm và Ngài cho chúng ta sử dụng điều đó. Anh em thấy không ạ? Cho nên cũng một lẽ đó, nếu trong cuộc đời hầu việc Chúa của mình, mình muốn được nâng cao lên, mình muốn Đức Chúa Trời nhấc mình lên, thì trước hết chúng ta phải ra anh chị em Hạ mình xuống. Đây là con đường mà hầu hết ai cũng phải trải qua. Không trải qua con đường đó, chúng ta không bao giờ rờ chạm được đến năng quyền ở trên cao. Không bao giờ. Chúng ta chỉ hoạt động tôn giáo thôi. Anh em biết rồi đó. Hoạt động tôn giáo thì ai cũng hoạt động được hết á. Nhưng mà bước đi trong quyền năng của Đức Chúa Trời thì chỉ có đầy tớ mới làm được. Đó là sự khác biệt. Cho nên anh chị em thấy ngày hôm nay được hầu việc Chúa là một vinh dự đó anh chị em ạ. Nếu giả dụ như một ngày nào đó có người gọi điện mời anh chị em lái xe cho thủ tướng chính phủ, hoặc là mời anh chị em làm thư ký trong phủ chủ tịch, thì anh em có vinh dự không? Tôi nghĩ là khoái lắm đó chứ. Vinh dự đi đâu cũng khoe, phải không ạ? Tao lái xe của thủ tướng đây, phải không ạ? Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em, được hầu việc Chúa Giêsu là anh chị em đang ở bên cạnh vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, là đấng cao trọng hơn tất cả mọi vương quyền trên đất này, là đấng mà được thờ phượng ngàn đời. Anh chị em thấy có cái tướng lĩnh nào, có cái lãnh tụ nào mà được ca ngợi mấy ngàn năm nay không? Tôi nghĩ không có. Đọc lịch sử sẽ thấy người ta có thể ca ngợi những lãnh tụ trong vòng một vài trăm năm rồi nó cũng mai một đi thôi. Nhưng riêng Chúa Giêsu của chúng ta đã được ca ngợi hơn 2000 năm nay rồi, mà hiện nay số người để ca ngợi Ngài ngày càng gia tăng. Ngày đêm ca ngợi Ngài đó. Khi chúng ta ngủ thì bên kia bán cầu đang ca ngợi Ngài. Còn ngày hôm nay khi chúng ta thức ở đây thì chúng ta ca ngợi Ngài, phía bên kia bán cầu đang ngủ. Ngày đêm cả trái đất đang ca ngợi Ngài, cả trái đất đang thờ phượng Ngài, cả trái đất đang say mê
và đang bị cuốn hút vào danh của Ngài, bởi vì danh của Ngài quá diệu kỳ, quá diệu kỳ. Cho nên tôi nói thiệt với anh chị em, được phục vụ Chúa Giêsu là một đặc ơn đấy anh chị em ạ. Đặc ơn à. Được đứng để nói lời Ngài là một đặc ơn. Được đứng để ca ngợi, hát bài hát cho Ngài là một đặc ơn. Được phục vụ bất cứ một việc gì, dù lớn dù nhỏ trong hội thánh là một đặc ơn. Anh em phải biết rằng phần thưởng của mình không bao giờ mất đi đâu. Chúng ta có thể làm việc đời này, cơm áo gạo tiền, ăn gì uống gì mặc gì, ai chẳng phải làm. Nhưng tôi xin thưa anh chị em, có một việc còn lại đời đời, đó là phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58 chém sao anh chị em: hỡi anh em hãy vững vàng chớ rúng động, vì công khó của anh em trong Chúa Giêsu Christ chẳng phải là vô ích đâu. Anh em thấy không? Không vô ích. Một cốc nước lạnh thôi anh chị em làm vì danh của Ngài thì Chúa nói cũng còn được phần thưởng cơ mà. Cho nên tôi khích lệ anh chị em là những người có tấm lòng muốn phục vụ Chúa. Là mấy chục con người mà chủ nhật trước bước lên đây đó, hãy mặc lấy tinh thần của một đầy tớ. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con lấy làm được vinh dự khi được Ngài tuyển chọn con vào nhà của Ngài. Con lấy làm vinh dự khi con được hầu việc Ngài, được nói lời Ngài, được hát ca ngợi Ngài, được phục vụ anh em mình, được phục vụ hội thánh, nhiều con người khác. Chúa ơi, con vinh dự vì điều đó. Nha anh chị em, hãy giữ tinh thần đó. Amen. Hãy giữ tinh thần đó. Tôi nghĩ nếu anh chị em mình giữ tinh thần đó, tôi sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được điều mà mình sẽ kỳ vọng. Tôi biết anh chị em kỳ vọng là chúng ta sẽ phục vụ Chúa, bước đi trong năng quyền, bước đi trong sức mạnh, bước đi trong sự siêu nhiên. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em, con đường để đi đến điều đó luôn luôn là con đường thập tự giá của Chúa. Luôn luôn nó phải bước qua thập tự giá của Ngài à. Cho nên buổi sáng nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một vài điểm thôi về cái sự phục vụ Chúa à. Cái cách thức để chúng ta phục vụ Chúa, hầu việc Chúa thế nào à. Tôi xin đọc anh chị em nghe trong Luca chương 9 nha. Ngắn gọn thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ giúp đỡ anh chị em để có một cái bức tranh à, mường tượng ra một cái bức tranh để chúng ta biết được rằng nếu chúng ta chọn phó cuộc đời mình cho Chúa Giêsu thì chúng ta phải đi con đường này à. Anh em ở đây ai là người phó cuộc đời mình cho Chúa Giêsu? Ai? Wow, hầu như tất cả hội thánh luôn à. Wow, nhiều quá. Đó là Chúa rất là mừng. Chúa mừng bởi vì anh em phó cuộc đời mình cho Ngài. Và hôm nay hãy lắng nghe sứ điệp này nha. Luca chương 9. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh à. Câu 1 là nói thế ha. Như vậy thì ở đây để phục vụ Chúa Giêsu thì Ngài phải nhóm họp họ lại, ban cho quyền năng phép tắc để trị bệnh và đuổi quỷ. Anh em thấy chưa? Cho nên trong vương quốc Đức Chúa Trời, cái việc trọng yếu là giải phóng con người à. Đó là việc trọng yếu. Tôi nói với anh chị em rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời, từ thiện là tốt, nhưng đó không phải là việc trọng yếu à. Từ thiện tốt, nhưng đó không phải việc trọng yếu. Vui vẻ với nhau, ăn uống với nhau, thông công với nhau, tốt luôn, nhưng cũng không phải là việc trọng yếu. Rồi chúng ta có những cái học tập, có những cái chương trình giáo dục bên trong bên ngoài để nâng cao kiến thức nghề nghiệp, tạo công ăn chuyện làm, tốt thôi, nhưng đó không phải việc trọng yếu. Việc trọng yếu của vương quốc Đức Chúa Trời là đuổi quỷ chữa bệnh, có nghĩa là giải phóng người ta. Tại sao phải vậy? Tại vì tất cả loài người đều đang ở trong xiềng xích của Satan, đang ở trong tù tội, đang ở trong những điều tối tăm, đang ở trong những cái ngục mà Satan đã làm ra. Và nhiệm vụ của đầy tớ Đức Chúa Trời là đến phá hủy những xiềng xích đó để giải phóng những con người bước ra. Anh em thấy không ạ? Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta, những ai ao ước điều này, thì hãy biết rằng nhiệm vụ chính của mình trong cái chuyện phục vụ Đức Chúa Trời, làm đầy tớ Đức Chúa Trời là đi giải phóng con người, giải phóng con người. Và điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có năng lực
Đúng không? Năng lực. Và Chúa Giêsu đến nói là Ngài nhóm họp 12 người ban cho quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Chúa ban cho quyền năng phép tắc. Quyền năng là năng lực, phép tắc là thẩm quyền. Thẩm quyền và năng lực. Cho nên mỗi một anh em mình phải ước ao điều đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình có được thẩm quyền và năng lực đây? Tôi nghĩ anh em đang chờ đợi câu trả lời đúng không? Cái này hấp dẫn lắm ạ. Làm sao để mình trang bị quyền năng phép tắc đấy? Đó, tôi đọc anh chị em nghe. Trong Luca chương 14 ha. Yeah. Tôi đọc anh chị em nghe Luca chương 14 trong câu 28. Và trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi xây lên rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi khi vua kia ở xa thì sai sứ đi hòa. Như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Wow, tôi thích câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện này nó cho chúng ta cái bí quyết để chúng ta mặc lấy thẩm quyền và năng lực của Chúa Giêsu. Yeah. Chúa Giêsu kể câu chuyện này để cho các môn đồ của Ngài hiểu được cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. Môn đồ là gì? Môn đồ là những người giống thầy mình. À, cho nên nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa Giêsu, chúng ta phải giống Chúa Giêsu, giống về phẩm chất và giống về năng lực. Và đây chính là điều kiện. Và tôi thích câu chuyện này bởi vì câu chuyện này nó nói lên cái bức tranh của cái chuyện phục vụ Chúa, tức là làm môn đồ Chúa. Làm môn đồ Chúa thì có hai việc chính yếu để làm, đó là xây dựng và chiến đấu. Có đúng không chị em? Đấy, câu chuyện này nè, xây dựng và chiến đấu. Đừng hiểu lầm tôi, chiến đấu này không phải là cầm lựu đạn, súng ống đi chiến đấu đâu, không phải đâu. Vì cuộc chiến chúng ta không phải với thịt và huyết. Amen chị em. Cuộc chiến chúng ta là với các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa mờ tối và các thần dữ trên trời. Cho nên ở đây Chúa Giêsu kể câu chuyện này để khắc họa cho chúng ta biết cái con đường để chúng ta phục vụ Chúa, hay cái công việc chính ở trong cái con đường phục vụ Chúa là gì? Là xây dựng và chiến đấu. Xây dựng không chưa đủ. Anh xây dựng mà anh không biết chiến đấu á, kẻ thù đến nó đạp đổ rồi bắt đầu xây lại, xây một hồi cứ xây như xe giả tràng, xây cát biển đông á, cứ xây lên được xong là nó đổ, xây lên được xong đổ, bởi vì mình không biết chiến đấu. Còn anh lo chiến đấu mà anh không lo xây dựng thì cuối cùng cả đời anh chiến đấu không, cuối cùng không đạt được cái gì cả. Cho nên anh em thấy Chúa Giêsu kể phải không ạ? Phải vừa xây dựng mà vừa chiến đấu. Nhưng rồi Chúa kết luận là gì anh chị em? Chúa kết luận là gì? Nếu các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ của ta. Tôi muốn anh em hội thánh mình suy ngẫm cái câu này. Suy ngẫm câu này. Câu này mới là chìa khó nè. Không à, câu này mới là chìa khó nè. Trước đây đó, khi tôi phục vụ Chúa, tôi không có hiểu rằng là phải như vậy. Tôi nghĩ tính ra mình cũng thông minh đấy chứ. Tính ra mình cũng có bằng cấp mà. Không à, nói một hiểu mười. Ít ra mình cũng dân du học mà, đâu có thua ai. Trí thông minh cũng được. Không à, rồi mình cũng có đầy đủ mọi điều kiện. Rồi chúng ta xây dựng thôi, làm việc Chúa thôi. Nhưng xin thưa anh chị em, xây dựng vương quốc của Chúa bằng sức của mình khổ lắm, mệt lắm, đổ mồ hôi lắm. Mà cuối cùng thì sao? Sập đổ hết. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói, một người mà muốn làm công việc Chúa phải vứt hết tất cả những gì mình có đi. Bằng cấp mình có đem đốt hết đi. Không à, đốt sạch đi. Đừng có khoe cái gì cả.
đừng đưa lên tôi tiến sĩ thần học này dẹp hết đi. Đem vứt hết, lấy dao băm hết. Rồi nào là bằng cấp nọ, bằng cấp kia, rồi là trí khôn, sức khỏe, tiền bạc, tất cả năng lực của mình, sự khôn ngoan của mình. Anh em ơi, hãy đem đặt dưới chân của Chúa Giêsu và nói rằng: Chúa ơi, con không thể sử dụng những thứ này để làm công việc của Ngài. Xin Ngài hãy nhận con một cách trần truồng và ban cho con năng lực và thẩm quyền của Ngài. Khi chúng ta đạt đến cái mức độ nhận thức điều này, thì anh em bắt đầu được Chúa Giêsu trao cho thẩm quyền và năng lực. Nếu như chúng ta chưa ý thức điều này, khi Chúa ban cho anh em thẩm quyền và năng lực, anh em làm được việc và anh em sẽ vỗ ngực nói: Thầy tào chưa? Giỏi chưa? Và anh em cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên một con người muốn mặc lấy thẩm quyền và năng lực thì người đó phải vứt bỏ hoàn toàn mình đi. Người đó làm được một điều thì người đó nói rằng: Lạy Chúa, con không ra gì hết, đó là Chúa làm qua con đấy. Mà nói một cách thật lòng chứ không phải là khiêm nhường giả tạo. Anh em biết khiêm nhường giả tạo không? Khiêm nhường giả tạo có nghĩa là bề ngoài có vẻ rất là khiêm nhường, nhưng mà trong lòng thấy khoe mình. Mà Chúa thì đấng nhìn thấu trong lòng, hiểu trong trí và biết tất cả mọi người. Cho nên anh em ơi, chúng ta phải quỳ gối xuống và nói: Chúa ơi, con tính toán cả rồi. Sức của con không làm được công việc của Ngài. Sức của con không thể xây dựng được hội thánh của Ngài. Sức của con không giảng được bài giảng nào cho ra hồn. Sức của con không thể nào mà đặt tay chữa lành cho người ta. Sức của con cũng không đuổi con quỷ nào nhỏ nhất của địa ngục. Anh em biết quỷ nhỏ nhất địa ngục không? Có quỷ nhỏ xíu thôi, nhưng mà nếu không có sức, Chúa đuổi mãi nó không đi. Thế thì anh em làm gì với nó? Khóc thôi chứ làm gì, phải không ạ? Cho nên tôi nói anh chị em, nếu không có sức của Ngài thì thua. Có một lần nữa, có một sư kia ông kể câu chuyện này mà tôi thấy rất là được khích lệ, cho nên kể anh chị em. Có lần nào có một sư kia ông rất được ơn đủ quỷ, được ơn lắm. Bất cứ quỷ nào dồn đá phát này cái là đi luôn, giải phóng luôn, không cần nói lại lần thứ hai. Thấy được ơn không? Ông la hét sùm vậy đó. Xong rồi một lần nọ trong buổi nhóm thế này thì có người dẫn đến một người bị quỷ ám và nói: Mục sư ơi, người này bị quỷ ám, bây giờ chờ mục sư, nhờ mục sư cầu nguyện giùm cái. Ông đó ông nói: Ôi, đi ra kia đi, cái chuyện này tôi làm trong 5 giây thôi, cho nên để tôi làm xong việc này đã, rồi việc mà đủ quỷ là 5 giây là xong rồi, đừng yên tâm đi. Rồi ông viết lách, ông làm gì đã xong rồi, ông mới chạy ra bắt đầu nói: Đâu đem lại đây coi nè. Và anh em biết sao? Ông đuổi 5 tiếng đồng hồ không ra. Xong rồi ông ngạc nhiên nói: Chúa ơi, sao hôm nay kỳ vậy? Thì Chúa mới nói: Thế hồi nãy con vừa nói cái gì á? Con nói đuổi quỷ 5 giây thôi. Đó, con đuổi đi. Và ngày hôm đó ông học được bài học rằng nếu không có quyền phép thánh linh, một con quỷ nhỏ nhất của địa ngục cũng không làm nó nhúc nhích được. Amen chị em. Cho nên chúng ta phải vứt bỏ tất cả những gì mình có. Năng lực chúng ta không phải là năng lực để xây dựng thiên đàng. Trí tuệ chúng ta không phải là trí tuệ cho nước trời, mà tất cả phải đến từ Chúa Giêsu. Và đây là con đường đầu tiên, cái cánh cổng đầu tiên để chúng ta bước tới để nhận lấy thẩm quyền và năng lực của Chúa. Hạ mình xuống: Chúa ơi, con trần truồng, con giao tất cả cho Ngài, xin Ngài sử dụng con. Và anh em sẽ thấy sau khi Chúa Giêsu ban rồi thì Ngài sai đi rao giảng về nước trời, cùng chữa bệnh, chữa lành những kẻ có bệnh. Câu 2, Ngài dạy rằng đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc cũng đừng đem hai áo. Hãy các ngươi vào nhà nào thì hãy ở đó cho đến khi đi và tiếp tục rao giảng. Anh em đọc đến chỗ này, anh em biết tại sao mà Chúa dạy là đi đường đừng đem gì hết không? Tôi cũng suy nghĩ chỗ này. Mà Chúa ơi, không đem gì hết, lấy gì ăn Chúa? Này căng không lấy giảng không? Đi giảng này rác hết cổ mà không có nước uống, không có thức ăn ăn thì chết khô luôn chứ. Làm sao được? Và một lần nữa tôi suy ngẫm chỗ này. Và đó Chúa mới dạy tôi bài học tại sao. Không à, tại sao Chúa lại nói vậy? Anh em ơi, khi mà mình được Chúa sai đi đó,
tắt điện thoại đi chị. Và mình chuẩn bị kỹ quá đó, nào là xe đẹp, nào là khách sạn cho sang, nào là tiền cho nhiều, đô la thì phải mấy chục ngàn dắt túi, phải không ạ? Giày áo quần ấm áp. Thì tôi xin thưa với anh chị em á, chúng ta sẽ ít cầu nguyện với Chúa lắm, vì chúng ta nương cậy vào những tiện nghi của mình chứ không nương cậy Chúa. Chúng ta sẽ không còn chú ý lắng nghe xem Chúa nói mình cái gì. Anh em có đồng ý với tôi điều đó không? Khi con người chúng ta quá tiện nghi thì chúng ta quên mất Đức Chúa Trời của mình. Khi tiền đầy ở trong ngân hàng của anh chị em sẽ không còn biết nương cậy Chúa là gì, anh em không biết kiêng ăn cầu nguyện là gì, anh em cũng không còn biết rằng Chúa ơi giúp đỡ con là gì, bởi vì tiền nhiều quá. Và bởi vậy cho nên khi mình đi hầu việc Chúa đó anh chị em, hãy nương cậy vào sự dẫn dắt của Chúa. Đây chính là bài học mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta học. Để tìm ra được sự dẫn dắt của Ngài, tìm ra được con người bình an, ngôi nhà bình an mà mình có thể ghé vào, mình có thể ở đó, mình có thể tá túc ở đó để làm công việc Chúa tiếp theo. Cho nên khi con người thiếu thốn trần truồng thì người ta mới bắt đầu cầu nguyện. Khi con người không còn một cái gì để nương cậy thì người ta mới bắt đầu kiêng ăn. Người ta mới bắt đầu: Chúa ơi, Chúa hỡi, chỉ cho con phải làm gì. Anh em tưởng tượng đi, anh em đến một thành phố xa lạ mà trong túi không có một đồng nào, áo quần có một bộ trên người, giày có một đôi thôi, và trời thì bây giờ chiều tối rồi, anh em làm gì? Tôi tin chắc một điều là anh em úp mặt xuống mặt tường và bắt đầu: Chúa ơi giúp con với, có phải không? Không lẽ tối nay con ngủ ngoài đường à? Cái đó là cái Chúa muốn ở mỗi chúng ta. Mà khi anh em úp mặt cầu nguyện như vậy thì Chúa sai người đến, Chúa sai thiên sứ đến, Chúa sai những người nọ người kia đến và bắt đầu dẫn dắt anh em đi từng bước. Và anh em sẽ bắt đầu đi theo con đường của Thánh Linh dẫn dắt à, đó là cái. Cho nên nếu chúng ta hầu việc Chúa mà không được Thánh Linh dẫn dắt thì đó là thảm họa. Tôi nói với anh chị em đó là thảm họa. Chúng ta sẽ làm theo ý riêng của mình, chúng ta sẽ làm theo kiểu con người, chúng ta sẽ phục vụ Chúa nhưng mà theo kiểu của con người. Nhưng ngay khi chúng ta bỏ hết tất cả mọi sự, không nương cậy gì cả, thì chúng ta sẽ làm việc Chúa theo kiểu của Chúa. Và đó là điều mà Chúa yêu cầu. Cho nên ở cái câu này anh chị em thấy ha, khi mình đi phục vụ Ngài, tôi không có ý nói là sau khi anh em mà được Chúa kêu gọi thì có nghĩa là bán tất cả mọi sự vứt hết đi, không có đâu nha, đừng có làm dại nha. Ý ở đây là Chúa nói rằng tấm lòng của chúng ta phải nương cậy vào Ngài 100%. Amen. Đó là cách. Và đó họ đi giảng. Và câu số 7: bấy giờ Herod là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao. Wow, tôi thích câu kinh thánh này. Herod là Satan đấy anh chị. Herod là hình bóng của Satan. Tôi cũng chưa tìm hiểu là có phải Herod này chém đầu Gia Cơ bỏ Phi-rơ vô ngục hay không, rồi bị trùng đục nứt bụng chết hay không. Nhưng mà Herod luôn luôn là hình ảnh của quân quốc tối tăm. Và anh em biết không, làm từ thiện thì Herod không thấy xuất hiện, không ạ? Làm công tác xã hội thì Herod không thấy xuất hiện. Nhưng mà ngay khi đi giảng đạo chữa bệnh đủ quỷ thì Herod nói rằng nó không biết nghĩ làm sao. Tôi rất thích câu này. Khi anh em giảng về vương quốc Chúa, khi anh em cứu người, giải phóng người ta thì Satan nó không biết nghĩ làm sao. Rối trí. Anh em thử đi sẽ biết. Khi hội thánh của mình ở đây nhóm lại cầu nguyện chữa lành đủ quỷ, Satan nó không biết nghĩ làm sao hết. Giờ làm sao đây ta? Bắt đầu nó họp tất cả bộ sầu nó lại, nó bàn bạc ngày đêm, nó cũng biết nghĩ làm sao. Rồi nó nói gì tào lao dưới đây, nào là dân bắp tít sống lại, nó chẳng ăn nhập gì cả, đúng không? Khi nó nghĩ không được thì cái đầu nó bị thần kinh và nó mất ngủ, và cuối cùng vương quốc nó phải bị sụp đổ. Cho nên tôi nói với anh chị, một trong những cách để làm rúng động địa ngục đó là rao giảng phúc âm nước trời. Một trong những cách làm rúng động địa ngục đó là giảng
phúc âm với quyền năng chữa lành đủ quỷ. Satan không biết nghĩ làm sao hết. Còn tôi nói thiệt với anh chị em á, vô nhà thờ giảng bài giảng êm ái rồi chúng ta amen đi về, Satan nó sướng lắm. Được, tốt lắm, tụi bay cứ ăn tiệc ngủ ngon giấc, không vấn đề gì phải nghỉ nữa. Nó có nghỉ đâu, nhưng mà ngay khi đủ quỷ chữa bệnh là nó suy nghĩ. Nhưng mà nó không biết nghĩ như thế nào. Anh em có biết, người ta đề cao Satan là khôn ngon thế này thế nọ thế khác. Nhưng mà tôi xin nói với anh chị em, trước quyền năng của Đức Thánh Linh, Satan là một kẻ ngớ ngẩn, không biết phải giải quyết gì cả. Đó là cách. Cho nên tôi rất thích đoạn kinh thánh này. Và tôi học được bài học rằng, Chúa ơi, khi con phục vụ, Chúa có nghĩa là con rao giảng nước trời, phải kèm với quyền phép và thẩm quyền. Để đủ quỷ chữa bệnh thì khiến cho Satan bối rối, và nhiều người được giải phóng. Đó là cách. Và tiếp theo câu 10 anh em, các sứ đồ trở về cùng Đức Chúa Giêsu trình bày mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì chạy theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Anh chị em thấy, Chúa tiếp tục làm việc. Tôi rất thích đọc những phúc âm, bởi vì khi mình đọc những phúc âm, mình thấy được cái phúc âm chân truyền, cái phúc âm thực sự từ ngày xưa. Ở trong Kinh Thánh nói như thế nào? Đó là ngay khi Chúa Giêsu rao giảng nước trời thì đồng thời Ngài giải phóng con người khỏi bệnh tật và ma quỷ. Luôn luôn là như vậy. Ngày hôm nay bị thất truyền rồi, cho nên chúng ta chỉ thấy có một nửa thôi. Đó là chỉ giảng phúc âm thôi, còn cái kia không thấy. Đủ quỷ chữa bệnh không thấy, quyền năng của nước trời không thấy, bởi vì chúng ta bị thất truyền. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em, thời kỳ cuối này Chúa đang khôi phục trở lại. Chúa đang đổ cơn mưa cuối mùa xuống hội thánh của Ngài trở lại. Và rồi anh em sẽ thấy có những đoàn quân đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ ra đi đến làng này, thành phố kia để giúp đỡ người ta được tự do. Một đầy tớ Chúa đã thấy khải tượng trong thời kỳ cuối cùng, là có những đoàn người đầy dẫy Thánh Linh đến mức độ xác người chết đưa ra ngoài đường, đụng vào người họ sống lại luôn. Họ đi đến đâu thì tất cả mọi tối tâm ô uế dơ giấy chết chóc bệnh tật ở nơi đó đều được khôi phục hoàn toàn. Đó là khải tượng thời kỳ cuối cùng. Anh em ơi, cơn mưa cuối mùa luôn luôn mạnh hơn cơn mưa đầu mùa. Vì cơn mưa cuối mùa là cơn mưa để chuẩn bị cho mùa gặt. Mùa gặt, gặt những linh hồn, gặt những quốc gia, gặt những châu lục về cho Chúa Giêsu. Và rồi tôi hy vọng rằng tôi và ông bà anh chị em là một trong những người đứng trong những đạo quân đó. Amen chị em. Cho nên mình phải đầy dẫy Thánh Linh, mình phải đầy dẫy quyền phép, mình phải đầy dẫy thẩm quyền thì mới đạt tiêu chuẩn để đi rao giảng nước trời. Còn nếu như chúng ta không có thẩm quyền, không có năng lực mà chúng ta đi rao giảng nước trời thì chúng ta đang hoạt động tôn giáo. Xin nói anh chị em như thế, hoạt động tôn giáo thôi, để mình xây dựng cái tổ chức nào đó, không à, xây dựng cái mục tiêu nào đó, nó không có quyền năng gì hết đó. Người ta cũng đông, người ta cũng đến, người ta cũng nghe, nhưng mà đến sao về làm vậy, không à? Đến bệnh thì về cũng bệnh, đến buồn về cũng buồn, mà đến vui nhiều khi về lại buồn, bởi vì tổn thương nhiều quá. Đang đến thì vui, sau khi nhóm xong về buồn lắm, tổn thương quá. Đó là hoạt động tôn giáo. Cho nên chúng ta không cần những hoạt động tôn giáo đó, chúng ta cần thể hiện quyền năng nước trời. Amen chép. Đó là cách của Chúa. Và tôi đi tiếp nha. Chỗ này mới đến chỗ hay nữa nè. Khi đến gần tối rồi thì 12 sứ đồ lại gần và thưa: xin truyền cho dân chúng về đi, để họ vào kiếm cái chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Xong Ngài phán: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi, và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoàn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh 2 con cá, ngước mắt lên trời chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân.
ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng bánh thừa. Đây là câu chuyện đằng sau sau khi Chúa giảng. Mặc dù nước trời giảng rất hay, đuổi quỷ chữa bệnh cũng rất hay, nhưng mà ăn cũng cần đúng không nha. Đuổi quỷ rồi mà không có cái gì ăn cũng kiệt sức lắm á. Cho nên phải ăn. Ăn uống là chuyện bình thường. Và cái nhu cầu ăn gì uống gì mặc gì của con người là bình thường. Và anh em thấy ở đây Chúa Giêsu đáp ứng đúng không? Nhưng qua câu chuyện này chúng ta lại học tiếp một bài học nữa về tinh thần tôi tớ. Tôi muốn tất cả anh em mình sẽ học những bài học. Các môn đồ đầu tiên đó, thì các môn đồ nói là Chúa, thôi bây giờ đuổi chúng nó về hết đi. Chứ giờ ở đây đồng không mong quạnh thế này, không lo được, mà một đoàn dân 5.000 người như thế này căng lắm. Lỡ may nó đói rồi, nó tranh giành đấm đá nhau, xử lý không được, loạn luôn. Anh em thấy tinh thần ban đầu vậy không? Đôi khi chúng ta giống các môn đồ. Nếu chúng ta chưa có trái tim của Chúa Giêsu đó, chúng ta hãy đẩy nan đề về phía người khác. Chúng ta không đồng cảm được với họ. Chúng ta coi những điều mà anh em, chị em hay người khác mình bị đó, nó không liên quan gì đến mình hết. Mà không có một chút gì rung động, không có chút gì đau xót, không có cái chút gì quan tâm. Đó là cái thói thường tình của mỗi một con người mà chúng ta được tạo dựng ra trên đất này. Bình thường. Cái chuyện đó cả thế giới đang sống. Cả thế giới đang sống trong sự ích kỷ và lo cho bản thân. Đẩy nan đề về phía người khác. Anh em có công nhận với tôi rằng đẩy nan đề về phía người khác thì dễ hơn rất nhiều là lấy nan đề về phía mình đúng không ạ? Dạ. Một người đến với anh em mà nói: "Ôi anh ơi, cầu nguyện giúp đỡ tôi chuyện nọ chuyện kia." Và anh em nói: "Thôi đi về đi, Chúa ban bình an cho anh đó mà." Dễ không? Dạ. Thôi đi về đi, mọi sự bình an, tốt hết. Thì quá dễ. Và ở đây nan đề đang đặt trước các môn đồ, đó là làm sao phải nuôi được đoàn dân 5.000 người đàn ông, 5.000 phụ nữ nữa là 10, 5.000 trẻ con nữa là 15.000. 15.000 này ăn thôi chứ lỡ núi luôn. Ăn lỡ núi, đảm bảo luôn. Bây giờ các môn đồ làm sao để nuôi họ đây? Và dĩ nhiên đứng trước những nan đề quá lớn, các môn đồ làm sao? Bất lực. Và phải đẩy nan đề về phía đoàn dân. Bài học là nếu chúng ta hầu việc Chúa mà nhìn vào sức mình, nhìn vào khả năng của mình, túi tiền của mình, kiến thức của mình, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ đẩy nan đề cho anh em mình, đẩy nan đề cho người nào đến cần mình, đẩy nan đề cho tất cả những người nào đến kêu, vì mình không có khả năng để phục vụ. Amen nha. Đó là bài học ở đây. Cho nên nếu như chúng ta không trang bị quyền phép năng lực và không hiểu được cái khả năng to lớn của Đức Chúa Trời mình, có những người phục vụ Chúa nhưng không hiểu Chúa chút nào, nghĩ rằng Chúa cũng giống như mình thôi. Không ạ? Và đây là sai lầm. Cho nên nếu có một người đến bảo: "Anh ơi, cầu nguyện cho chữa lành cho tôi." Thì anh em hãy cầu nguyện cho người đó như là năng lực của Chúa tuôn chảy qua mình, chứ không phải là mình. Amen nhé. Đừng bao giờ nghĩ mình là người chữa lành. Đừng bao giờ nghĩ mình là người đủ quỷ. Đừng bao giờ nghĩ mình là người chu cấp cho ai cái gì. Không. Anh chị em chỉ là ống dẫn cho quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua. Hãy nghĩ như vậy thì chúng ta mới có thể đủ can đảm để đem cái trách nhiệm, nhận lấy cái trách nhiệm và đem cái nan đề của người khác vào với mình. Ở đây các môn đồ nói rằng: "Thôi bây giờ cho đoàn dân về." Bởi vì họ nói rằng nếu chính mình chúng tôi mà đi mua, hay là chính mình chúng tôi mà nuôi đám đông này, thì chỉ có 5 cái bánh 2 con cá như thế này không ăn nhập vào đâu cả. Và cuối cùng Chúa biết họ, Chúa hiểu họ, cho nên Chúa mới làm ra một phép lạ để mở trí các môn đồ. Chúa làm ra một phép lạ để cho các môn đồ hiểu rằng có Chúa Giêsu ở cùng thì không nan đề nào là không giải quyết được.
có Chúa Giêsu đi cùng mình thì không bệnh nào mà không chữa được, không quỷ nào mà không đuổi được. Amen chứ? Đó là điều mà chúng ta học ở đây. Anh em tưởng tượng đi, nếu chúng ta không hiểu Chúa, đứng trước 15.000 người mà cầm cả 5 cái bánh 2 con cá và để nuôi 15.000 người thì đúng là bất lực thiệt. Giống như hoang tưởng. Mà ông này ông thần kinh nặng rồi, cho nên là ông cầm 5 bánh 2 cá mà ông đòi nuôi cả cái đám đông này, đúng là hoang tưởng thiệt. Nhưng anh chị em ơi, phép lạ Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không phải là hoang tưởng đâu. Phép lạ Đức Chúa Trời là bởi đức tin của anh chị em làm ra mọi sự. Phép lạ của Đức Chúa Trời đến khi con người dám tin cậy Chúa, làm những việc vượt qua khả năng của mình. Amen chị em. Đó là đức tin. Cho nên tôi khích lệ anh chị em một bài học ở đây nữa cho những người đi phục vụ Ngài. Đó là anh em phải được sức giàu để hiểu rằng anh chị em có thể làm được những điều mà vượt quá khả năng và năng lực của mình nhờ vào danh của Chúa. Nhờ vào danh của Chúa. Cho nên nếu trong cuộc sống mình không dám nhận trách nhiệm, mình không dám quỳ gối đổ nước mắt cho những cái nhu cầu của người khác trong phòng kín mà Chúa biết, thì chúng ta rất ít khi kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Cho nên khi chúng ta không đẩy nan đề về phía con người mà nhận lấy như mình, chúng ta đổ nước mắt cho những nan đề đó, Chúa biết chúng ta. Chúng ta quỳ gối xuống cho những nan đề đó, Chúa biết chúng ta làm. Thì anh em ơi, Chúa bắt đầu qua cuộc đời của mình làm những phép lạ lớn lao. Đó là cách. Cho nên một lần nữa tôi khích lệ anh chị em là những người ao ước được phục vụ Đức Chúa Trời, hãy có lòng thương xót, hãy có lòng trắc ẩn, hãy nhìn nỗi đau của con người như chính nỗi đau của mình. Tôi nhớ năm 2018 khi tôi sang bên Scone để gặp tiên tri TB Joshua, thì trong cái buổi đó đó, sau khi ông giảng lời Chúa xong, ông chuẩn bị đến để ông cầu nguyện cho những người bệnh, thì ông có hỏi tất cả hội chúng, ông hỏi anh em ơi, anh em nghĩ gì khi nhìn vào những người bệnh này? Lòng anh em nghĩ điều gì? Người thì trả lời, người trả lời thế này, người trả lời thế kia. Nhưng cuối cùng ông chốt lại một điều. Khi anh em nhìn vào một người bệnh, hãy coi như bệnh đó là của mình. Thì lúc đó đó, mình mới hết lòng để cầu nguyện được. Mình mới hạ mình để cầu nguyện được. Mình mới kiêng ăn để cầu nguyện được. Mình mới đầy cái sự lòng trắc ẩn để cầu nguyện được. Đó là cách. Cho nên phục vụ Chúa, ngoài cái chuyện ham thích năng quyền, ngoài cái chuyện ham thích thẩm quyền, nó còn đòi hỏi ở một điều nữa anh chị em. Đó là chúng ta cần có trái tim của Chúa Giêsu. Điều đó rất cần. Và điều này thì chúng ta không làm cách gì có được ngoại trừ chúng ta cầu nguyện. Giống như ông đã dạy chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, hãy cắt bỏ con nhiều đi và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt bỏ xác thịt của con, cắt bỏ lòng ích kỷ của con, cắt bỏ những cái điều gì không đẹp lòng Chúa trên đời sống con, trong trái tim con. Cắt bỏ những cái điều giả hình của con, cắt bỏ những cái điều bậy bạ của con. Cắt hết Chúa ơi, và cho con Chúa nhiều hơn. Nếu chúng ta cầu nguyện như vậy mỗi ngày và nói Chúa ơi, con cần trái tim của Ngài để phục vụ Ngài. Con cần lòng trắc ẩn của Ngài để phục vụ Ngài. Con cần tình yêu của Ngài để phục vụ Ngài. Thì anh em bắt đầu được biến đổi. Tấm lòng anh em bắt đầu mềm ra. Anh em con, chúng ta sẽ không còn ích kỷ nữa. Chúng ta sẽ không còn nghĩ chỉ về mình nữa. Nhưng tự nhiên có một cái khả năng để nghĩ về người khác. Chúng ta không còn gọi là chỉ sống cho mình an toàn nữa, mà còn nghĩ rằng Chúa ơi giúp con đừng làm tổn thương bất kỳ ai. Đó là sự thật anh chị. Khi chúng ta không đạt được đến chỗ này, chúng ta cứ nghĩ an ninh cho mình thôi. Còn anh em mình, vợ mình, chồng mình, con cái mình sao cũng được. Không phải. Nhưng khi chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nghĩ về người khác. Chúng ta sẽ làm những việc mà đừng để tổn thương người khác. Khi chúng ta nói và làm gì, chúng ta nghĩ ô, mình nói làm cái này, mình nói điều này làm điều này,
liệu anh em mình, chị em mình có bị vấp phạm không, có bị tổn thương không, có bị hiểu lầm không, chúng ta sẽ có trái tim của Chúa Giêsu. Anh em ơi, hầu việc Chúa Giêsu điều cần là phải có trái tim của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có tấm lòng của Ngài, chúng ta không đi xa được. Chúng ta không thể chịu nổi thử thách đâu. Chúng ta không chịu nổi những sự hiểu lầm khinh chê đâu. Đó. Cho nên ở đời này đâu có phải lúc nào anh em cũng đi trên đỉnh vinh quang. Có thể một lúc anh em đi trên đỉnh vinh quang, nhưng đến một lúc nào đó đưa anh em xuống bùn. Nhưng nếu chúng ta không có trái tim của Ngài, chúng ta sẽ cay đắng, chúng ta sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ buồn rầu, chúng ta sẽ cô đơn, chúng ta sẽ thất vọng. Nhưng ngay khi chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tha thứ mọi sự, tình yêu thương nín chịu mọi sự, dung thứ mọi sự, và không bao giờ nghi ngờ bất cứ một điều dữ nào cha. Amen chứ. Tình yêu thương là một vũ khí, nó là một năng lực vô hình rất mạnh mẽ để cho chúng ta được an ninh trong lúc mình phục vụ Ngài. Ở câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn dạy cho các sứ đồ một bài học là đừng vội vàng đẩy về phía người có nhu cầu. Chuyện đó ai cũng làm được, thế gian này ai cũng làm được, người ngoại ai cũng làm được, tôn giáo cũng làm được, đẩy nan đề về phía người nhu cầu. Nhưng nếu chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ lấy nhu cầu về phía mình và quỳ gối xuống: Chúa ơi, hãy giúp con giải quyết, giúp anh em con. Đó là cách để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là cách để chúng ta kinh nghiệm phép lạ của Chúa tuôn chảy qua đời sống của mình. Đó là cách để chúng ta gia tăng thẩm quyền của mình trong thế giới thuộc linh. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu nói rằng con người đến không phải để hầu việc mình, để người ta hầu việc mình, nhưng phó sự sống mình để làm gia chuộc nhiều người. Đây là con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Và dĩ nhiên nếu chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải đi con đường này. Làm gì có con đường khác anh chị em? Không có con đường khác. Chúng ta phải đi con đường vứt bỏ mình đi. Chúng ta phải đi con đường đổ nước mắt. Chúng ta phải đi con đường của sự biệt riêng đời sống mình ra cho Ngài. Chúng ta phải đi con đường dâng thân thể này cho Ngài. Chúng ta phải đi con đường mà từ bỏ mọi thú vui của đời này để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi ngày. Đó là con đường của sự hy sinh. Hy sinh đời này. Nhưng tôi tin xác với một điều rằng ở đời sau, anh chị em sẽ sáng mãi như ngôi sao ở trên vòm khung đời đời mãi mãi. Đó là hy vọng của chúng ta. Chúng ta phục vụ Ngài phải có hy vọng. Chúng ta phục vụ Ngài phải chờ đợi phần thưởng. Chứ nếu chúng ta không hiểu, không tin và không chờ đợi phần thưởng, chúng ta không đủ động lực để đi tiếp hết cuộc đời này để phục vụ Chúa. Vì sẽ có khó khăn, vì sẽ có những điều bất công xảy ra, vì sẽ có những điều mà chúng ta cảm thấy không chấp nhận được. Đúng không anh em? Bất công. Tại sao người ta đối xử bất công với tôi? Tại sao thế này, tại sao thế kia? Nhưng nếu chúng ta không nhìn vào phần thưởng, không nhìn vào cái vinh hiển đời sau, thì chúng ta không đi tiếp được đâu anh chị. Đó là sự thật. Cho nên ngày hôm nay khi tôi và bạn chị em dấn thân phục vụ Ngài, tôn thờ Chúa Giêsu và phục vụ Chúa Giêsu, phải hiểu rằng khi 1000 năm hòa bình tới, tôi và bạn chị em sẽ làm quan để cai trị trên đất này. Em có tin điều đó không? Phải tin chứ, tôi tin xác quyết luôn. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con sẽ ráng hết sức để phục vụ Ngài, mai mốt cho con chức quan. Có thiệt mà. Có thể cai trị 1 thành, 2 thành, 5 thành gì đó cũng được, nhưng mà phải có một chức. Đúng không? Phải có một chức chứ. Anh em có muốn làm quan trong 1000 năm hòa bình không? Hãy phục vụ Chúa hôm nay. Hãy đầu tư hôm nay. Hãy vứt bỏ cái đời tạm này đi. Tất cả vứt sạch hết đi. Dĩ nhiên không có phải là vứt có nghĩa là không ăn không uống gì hết. Không. Phải ăn, phải uống, phải mặc. Nhưng đừng lấy đó làm mục đích của đời mình. Amen chứ em. Và lấy cái sự phục vụ Chúa Giêsu làm mục đích của đời mình. Chúa ơi, trang bị cho con thẩm quyền năng lực để con làm nhiều điều hơn trong vương quốc của Ngài. Và anh em nhớ câu chuyện người đầy tớ trung tín và được giao cho 2 ta lăng, 3 ta lăng, 5 ta lăng, 10 ta lăng không? Đó. Khi mình làm lợi đó,
Khi mình có kết quả trong vương quốc của Ngài thì Chúa nói sao? Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta. Hãy vào mà hưởng vinh quang với chủ của người. Giao cho 5 thành cai trị, giao cho 10 thành cai trị. Anh em tưởng tượng làm quan của 10 thành phố quách lắm chứ đâu phải đơn giản nha. Và 1000 năm hòa bình sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Nó đến y như mặt trời một buổi, mỗi buổi sớm mai vậy đó. Ô-xê chương 6 có nói rồi, nó sẽ đến. Và tất cả vua quan, vua chúa, tổng thống, chủ tịch, vương quốc của đời này lúc đó sẽ đến quỳ trước anh em và xin chỉ thị. Hỏi ông quan của Chúa Giê-xu ơi, cho tôi chỉ thị để về tôi làm điều này điều kia. Lật ngược tình thế, phải không ạ? Lật ngược. Đó là đời sau. Rồi anh em sẽ thấy tôi nói đúng Kinh Thánh, vì Kinh Thánh nói như vậy. Và tất cả chúng ta hãy tin vào lời của cha mình. Amen chứ. Phải tin chứ. Cho nên tôi nói nếu anh chị em ngày hôm nay hầu việc Chúa mà không nhìn thấy bức tranh đó, chúng ta dễ đi lạc đường lắm. Lạc đường chỗ nào? Chúng ta tìm kiếm vinh hiển ở đời này, chúng ta tìm kiếm tiếng vỗ tay ở đời này, chúng ta tìm kiếm tiền bạc ở đời này, chúng ta tìm kiếm sự tăng bốc ở đời này, chúng ta tìm kiếm đám đông ở đời này, chúng ta tìm kiếm hội thánh bự ở đời này, chúng ta tìm kiếm xây dựng cái gì đời này. Tôi nói tất cả những sự đó là rác hết. Hãy tìm kiếm những linh hồn cho Chúa Giê-xu. Đó là phần thưởng duy nhất của chúng ta. Mai mốt lên cõi trời mới đất mới, Chúa sẽ mở sổ ra. Nguyễn Văn A, cả đời 60 năm con đưa được bao nhiêu linh hồn về vương quốc? Tính đi tính lại có 1 à? Hơi cằn, ít quá. Phải không nhỉ? Ít quá. Phải không? Quay đi, đâu có được. Nguyễn Văn B, cả đời con đưa bao nhiêu linh hồn? Tính đi tính lại chẳng linh hồn nào. Và sứ đồ Phao-lô nói sao nè? Dường như qua lửa, dường như qua lửa, trần truồng ở trong vương quốc đời sau. Cho nên anh em đọc Đa-nhiên chương 12 sẽ thấy người nào dẫn đưa nhiều linh hồn trở lại với lối công bình sẽ chói sáng mãi như ngôi sao mai trên vòm khung đời đời mãi mãi. Anh em thấy Chúa nói. Cho nên Chúa nói rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Sông hồ núi non thành phố, building nhà cửa xe cộ, đối với Chúa đó là đồ chơi thôi. Cái mà Chúa quý là linh hồn người ta. Cho nên chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa hãy sử dụng cuộc đời con để cứu giúp dù chỉ một linh hồn vào cõi đời đời. Đó phải là mục đích của cuộc sống chúng ta. Amen chứ. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cho anh tóm lại buổi sáng hôm nay, tôi muốn tôn vinh danh của Chúa Giê-xu. Và Ngài là đấng đáng để chúng ta thờ phượng, đáng để chúng ta phục vụ, đáng để chúng ta nói và tôn thờ mãi mãi. Đáng để anh em bỏ hết tất cả mọi thứ trên cõi đời này để nói với Chúa rằng Chúa ơi, con xin phó dâng cuộc đời con để phục vụ Ngài. Con trao cuộc đời con, những năm tháng còn lại cho Ngài. Chúa ơi, hãy đón nhận và dạy dỗ con. Và buổi sáng này tôi nói cho anh em một vài những cái bí quyết. Muốn có thẩm quyền và năng lực, hãy thành thật vứt bỏ khả năng của mình. Amen cho em, vứt bỏ đi. Để rồi Chúa đến, Chúa trang bị khả năng của Ngài cho chúng ta để mình rao giảng. Và điểm thứ hai tôi đã chia sẻ cho anh chị em là cái điều mấu chốt của vương quốc Đức Chúa Trời là giải phóng người ta. Giải phóng người ta nghĩa là chữa bệnh và đuổi quỷ. Đó là điểm mấu chốt. Nếu ngày hôm nay chúng ta giảng một phúc âm mà không có kèm theo quyền phép thánh linh thì chúng ta đang hoạt động tôn giáo. Hoạt động tôn giáo thì nhiều lắm, không ạ? Chúng ta cần phải trở lại với Kinh Thánh. Sứ đồ đã giảng một bài giảng, 3000 người đấm ngực xin tin nhận Chúa, không ạ? Đó là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Phao-lô nói tôi đến với anh em, tôi không dùng những lời lẽ cao xa, nhưng tôi bày tỏ thánh linh và quyền phép. Cho nên anh chị em ơi, bài học thứ hai chúng ta học buổi sáng hôm nay là cái mấu chốt của vương quốc Đức Chúa Trời là bày tỏ quyền năng. Bày tỏ quyền năng để giải phóng con người ta khỏi xiềng xích, bệnh tật, đau yếu, trấn áp của Satan. Nếu anh em xây dựng cuộc đời phục vụ Chúa của mình trên cái hướng này
anh em sẽ chạm được đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta xây dựng một cái hướng khác, chúng ta xây dựng cái hướng là ô mình cần đám đông, mình cần nhiều tiền, mình cần nhiều danh, mình cần nhiều người vỗ tay, mình cần mình có cái vị trí trong cuộc họp tôn giáo nào đó, mình cần được những cái lãnh đạo tôn giáo nhìn nhận, thì chúng ta đang đi cái đường lối nó hơi không đúng kinh thánh. Chúng ta hãy điều chỉnh lại cái tần số của mình, không ạ? Anh em biết cái radio không? Ra đúng tần số nó mới nghe tiếng nhạc được. Bây giờ thiên đàng phát ra cái tần số đó mà cái radio của anh em mà rà không đúng, nó sọc sọc không à, không nghe được gì. Nhiều người ngày hôm nay khi chúng ta hầu việc Chúa mà rà chưa đúng đài của Đức Chúa Trời, sọc không. Anh em xem tivi ngày xưa chưa? Sọc không. Phải rà đúng nó thì nó mới lên hình được, đúng không? Mới có hình màu được. Còn nếu không là cứ sọc 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 như thế này thôi. Đó là do chúng ta rà chưa đúng đài. Và thiên đàng chỉ phát một sóng thôi. Đó là quyền năng và phép tắc để chữa bệnh và đủ quỷ, xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy ra cho đúng đài đó, amen chị em. Và điều thứ ba chúng ta học được bài học buổi sáng hôm nay là hãy có trái tim của Chúa Giêsu. Phải có trái tim của Chúa Giêsu để có thể cảm thông và nhận nan đề của anh em mình như của cho mình. Bệnh của anh em mình cũng như của mình, thiếu thốn của anh em mình cũng như của mình, chúng ta cầu thay, đổ nước mắt, giúp đỡ, tư vấn cho những điều đó, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng trên cái sự phục vụ của anh em. Đó là ba điều chúng ta học buổi sáng này. Và dĩ nhiên một điều phụ nữa, đó là Satan không biết nghĩ làm sao. Khi mình làm đúng ba điều này, đây là kinh thánh chép nè, Satan không biết nghĩ làm sao hết, chắc chắn là nó không biết nghĩ làm sao rồi, bỏ chạy hết. Amen chị em. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa ban phước cho tất cả tấm lòng anh chị em nào muốn phục vụ Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi muốn ghi những điều đó vào trái tim của anh chị em buổi sáng hôm nay. Và đây là con đường mà tất cả anh em mình, tôi và bà anh chị em mình phải đi qua để cho nước của Chúa được lan truyền. Amen. Những anh chị em đang theo dõi trên livestream, Hội Thánh Nhà Muôn Dân xin gửi lời chào tất cả anh chị em. Và qua sứ điệp ngày hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em rằng hãy mạnh dạn vứt bỏ chính mình để đầu phục Chúa Giêsu. Và Ngài là đấng có quyền để ban cho anh em năng lực thiên đàng để kết quả trong danh của Ngài. Chúa ban phước cho anh em. Đừng cậy sức của mình để làm công việc của Chúa, hãy cậy sức của Chúa để làm công việc của thiên đàng. Cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Hallelujah. Tôi mời cả thánh chúng ta đồng đứng. Đồng đứng chúng ta cầu nguyện. Dạ, chúng ta hãy cầu nguyện ngay giờ này. Hallelujah. Nào, chúng ta hãy đến với Chúa mình cầu nguyện điều đầu tiên nha. Chúa hãy giúp con vứt bỏ chính mình. Chúng ta hãy cầu nguyện một điều rất đơn giản. Và tôi tin rằng Chúa sẽ giúp mình để nhận ra những cái điều gì còn sót lại trong tấm lòng của mình. Con người mình rất khó hiểu nha anh chị. Đôi khi mình nhờ cậy chính mình, mình nương cậy xác thịt mà mình không biết. Để rồi mình ngạc nhiên tại sao bao nhiêu năm tháng mình đi với Chúa mà mình chưa bao giờ rời chạm được năng quyền của Ngài. Nguyên nhân là vì chúng ta cậy vào sức mình quá nhiều, chúng ta cậy vào tài trí của mình quá nhiều. Tôi muốn anh chị em hãy cầu nguyện trước mặt Chúa như một đứa trẻ giờ này. Lạy Chúa, con như một đứa trẻ trước mặt Ngài. Con trần truồng và bất lực trước mọi sự. Con vứt bỏ mọi khôn ngoan của con. Con vứt bỏ mọi kiến thức của con. Con vứt bỏ mọi kế hoạch của con. Để rồi con đón nhận chính Ngài. Anh em hãy cầu nguyện điều đó. Mỗi một anh em hãy riêng tư điều này. Tôi tin rằng khi anh em cầu nguyện hết lòng thì Chúa đang thăm viếng tấm lòng anh chị em ngay bây giờ. Thẩm quyền và năng lực sẽ đến với chúng ta khi thật sự chúng ta vứt bỏ mọi sự mình có. Chúa Giêsu nói rằng nếu một người không vứt bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ của ta, không thể nào xây dựng được điều gì, cũng không có năng lực để chiến đấu cho bất kỳ một cuộc chiến nào. Chúng ta sẽ thất bại trước một nhiệm vụ nào mà thiên đàng giao phó. Lạy Chúa, con cầu nguyện điều đó cho anh em có. Con cầu nguyện điều đó cho anh em có.